Các nước phương Tây đã có sự e dè trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất tàu ngầm cho Ấn Độ, do nước này có mối quan hệ tốt với Nga và chính sách sản xuất tại Ấn Độ nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo việc làm. Theo báo Commerzbank, Nga, ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang có chuyến thăm Ấn Độ. Điểm đến chính trong chuyến công du châu Á của ông cùng với các điểm dừng ở Singapore và Indonesia. Tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết Berlin sẵn sàng cung cấp tàu ngầm cho Ấn Độ và cùng với các đồng minh sẽ tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc của New Delhi vào vũ khí Nga. Nhận định về tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vasily Kasin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về châu Âu và quốc tế tại Trường Kinh tế Cao cấp Nga nói, không ai ngăn cản Đức cung cấp tàu ngầm và các loại vũ khí khác cho Ấn Độ, ngay cả trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Và nước này đã làm như vậy với các mức độ thành công khác nhau. Đây là một dự án thương mại bình thường trong lĩnh vực hợp tác quân sự và kỹ thuật, mặc dù là một dự án khá lớn. Nhưng những nỗ lực của ông Pistorius với một dự án bán vũ khí của Đức cho Ấn Độ và tuyên bố đó là một cuộc chiến chống lại ảnh hưởng của Nga là khá buồn cười. Ngoài Nga, các đối thủ cạnh tranh đến từ Pháp, Tây Ban Nha và Hàn Quốc cũng tham gia vào quá trình đấu thầu. Một trong số họ thậm chí có vị thế mạnh hơn Đức. Bên cạnh đó, Ấn Độ có thái độ tiêu cực đối với các bài giao giảng về cách họ nên quản lý mối quan hệ với Nga. Một số nước phương Tây, chẳng hạn như Mỹ, đã nhận thấy được vấn đề này. Vì vậy, tuyên bố của ông Pistorius khó có thể giúp các nhà sản xuất Đức giành được gói thầu này, chuyên gia Kasin nêu rõ. Về phần mình, kỹ sư đóng tàu Vasily Futigarov nói, hợp tác giữa Moscow và New Delhi trong việc đóng tàu chiến và tàu ngầm đã phát triển hơn 30 năm, với việc phía Nga cung cấp cho Ấn Độ các công nghệ cơ bản và giúp tổ chức đóng tàu tại các nhà máy đóng tàu của Ấn Độ. Sự hợp tác này cũng liên quan đến việc đào tạo nhân viên ở Nga cho ngành công nghiệp đóng tàu và hải quân của Ấn Độ. Điều đó nói lên rằng, phía Đức có các dịch vụ và quy trình sản xuất khác nhau, có thể sẽ không quen thuộc với các đối tác Ấn Độ. Ngoài ra, Đức không sẵn sàng chia sẻ công nghệ của họ. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời ông Pistorius cho biết tập đoàn ThyssenKrupp AG của Đức có khả năng sẽ đấu thầu dự án cung cấp 6 tàu ngầm cho hải quân Ấn Độ trị giá 5,2 tỷ đô la Mỹ. Vào thời điểm quốc gia Nam Á này đang tìm cách thúc đẩy sản xuất quốc phòng trong nước nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đây sẽ là một hợp đồng lớn và quan trọng không chỉ đối với ngành công nghiệp Đức mà còn đối với Ấn Độ và quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Đức, ông Pistorius nói. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng muốn các công ty quốc phòng Đức và châu Âu tăng cường nỗ lực cung cấp cho New Delhi các thiết bị quân sự hiện đại, như một cách giúp chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực quốc phòng. Tàu ngầm là nhu cầu chính của New Delhi do hạm đội tàu cũ của nước này. Để tuần tra hiệu quả ở Ấn Độ Dương, Hải quân Ấn Độ cần tối thiểu 24 tàu ngầm thông thường nhưng hiện chỉ có 16 chiếc. Trong đội tàu này, ngoài 6 chiếc được đóng mới, số còn lại đều đã trên 30 năm phục vụ và có khả năng sẽ ngừng hoạt động trong những năm tới. Ấn Độ, thuộc một phần của nhóm Bộ Tứ, Quad, gồm Nhật Bản, Mỹ và Australia, đã thúc đẩy các quốc gia này và các đối tác châu Âu chia sẻ công nghệ chế tạo tàu ngầm. Tuy nhiên, nhìn chung đã có sự e dè trong việc chuyển giao công nghệ do Ấn Độ có mối quan hệ tốt với Nga và chính sách sản xuất tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tạo việc làm. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.